này tắp để xe ra ta. Cô đoạn nó đi mình đi theo nhé đi. Mình đi theo thì họ đi anh hả? Cô gỡ xe cho nó lái chứ bây giờ cũng xa mà đâu có gần đâu mà để xe ở đây. Mai Ly, sao lắc luôn á. Dụ đi vô đó anh bỏ em với boy rồi trong đó được tí nữa anh ra anh đi. Hay quá. Chứ sao chỉ nó nhẹ chứ bây giờ anh mang cặp vô cũng nặng vô. Coi là người kéo nhau đi để nôm đó. Tới vô đây đóng nhanh được con. Cho bà lấy xe rồi sao nó không có rồi. À lấy số bò vô. Ừ. Tính ra ở ngoài cổng mà để xe đi bộ vô xa chứ bộ. Có người để hôm gửi xe vào đó chứ tí nữa lấy ra đuối luôn á. Chạy xe máy được mà thấy không? Ừ, mà mấy người đang cứ nghĩ là gửi xe ngoài đó cho ai đó cuộc là đi bộ vô xa hết luôn. Rồi tí nữa lấy ra nữa. Đó, bên này nè, dám bên này nè. Trời chơi xong rồi mình cho bao nhiêu mình cho mình bỏ vô thùng á, có một cái thùng để chiều tháng mấy đường đất điện cũng phê chứ. Đấy. Đi bộ nữa chứ à, 1 giờ 10 giờ mấy. Mấy giờ tốt ngày kia luôn mấy người đi bộ chờ được vào trong bay mất chi chị. Ủa sao nữa sao con thích bàn tay với cây chẳng có chưa này. Chưa tới đâu, rộng lắm con. Khu này rộng lắm. Rộng nhất nước đó con. Rộng rộng nhất. Rộng hơn cái khu của mình luôn hả? Con nghĩ sao chứ bỏ có quốc tịch xếp mà có quốc tịch xếp là bắt buộc mình phải mua nhà mua gì bên đó người ta mới cho mình nhập quốc tịch mà có quốc tịch xếp thì biết rồi chồng bỏ vào mới chứ lớp tiền có đựng tiền hay ghê lớp tiền hay đó giờ bà ở trong sẵn mình chụp nó đi xe bán tỏi vô đây bón nước xâm lạnh anh. Em bán đi, em bán. Thôi nghỉ đi. Hả? Thôi nghỉ đi. Làm xe nó mía đi em ơi. Xe nó mía đuổi rồi ra từ ngoài kia dầm biết xe nha. Bằng tâm mía. Quốc tịch xét là không nghĩ là có quốc tịch xét hả? Ừ. Ủa thì nước có cung cấp cho cái gì đâu. Có quốc tịch xét là được miễn cái gì? Được hưởng lợi cái gì là ít quá từ bộ y tế. Khu du lịch đại nam. Giao thông vô điều tiết xe đúng rồi.